robot lau nhà chạy bằng cơm, dọn công ty để đón năm mới, mấy thanh niên bày cách để vừa lau sạch vừa có trò để chơi. Nhắc đến cuối năm là nhắc đến lễ hội dọn nhà. Ngày cuối làm ở công ty trước khi nghỉ Tết thì anh em cùng nhau lau dọn trước khi ra về. Cái xưởng mình thì to mà không có nổi một cái cây lau nhà, lau bằng khăn thì đến bao giờ mới xong. Thế nên mấy thanh niên này với tâm hồn còn chưa lớn đã cùng nhau bay trò, đổ xà phòng ra sàn rồi nằm lên bao kéo nhau. Lau vừa nhanh lại còn vừa được chơi siêu vui. Có vẻ như giải pháp này của các thanh niên đây khiến cho việc dọn dẹp đón năm mới trở nên nhẹ nhàng, nhanh chóng và khiến ai cũng vui vẻ. Cộng đồng mạng không quên để lại những bình luận hài hước. Cống hiến hết mình vì công ty thế này thì không được thưởng Tết cao, phí lắm. Cây lau nhà chạy bằng cơm. Đúng sáng kiến hay, không gì là không thể. Bạn nghĩ sao về màn dọn dẹp thú vị này của những thanh niên trong video? Comment ngay cho TV Channel để biết với nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Channel. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.